Quý vị thân mến, thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế được nhà nước bao cấp, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó. Theo đó thì nền kinh tế tư nhân dần bị xóa bỏ, nhường chỗ cho khối kinh tế tập thể và kinh tế do nhà nước chỉ huy. Mặc dù kinh tế chỉ huy đã tồn tại ở miền Bắc thời kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ trước năm 1975, song thời kỳ bao cấp thường được dùng để chỉ sinh hoạt kinh tế cả nước Việt Nam ở giai đoạn từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 trên toàn quốc, tức là trước đổi mới. Thời kỳ này đã được những nhân vật nào tiên phong xóa bỏ? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau đây của chúng tôi. Ai là người xóa bỏ thời kỳ bao cấp quan liêu ở Việt Nam? Cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo kiểu kế hoạch hóa tập trung và cùng với cơ chế quan liêu bao cấp đã bắt đầu bộc lộ bất cập, tác động tiêu cực đến sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống xã hội. Việt Nam xóa bỏ bao cấp chính thức vào năm 1985. Hội nghị Trung ương 8 khóa 5 vào tháng 6 năm 1985 chủ trương dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế một giá, xóa bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá thấp, chuyển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế hạch toán kinh tế. Tại sao phải xóa bỏ thời kỳ bao cấp? Thời kỳ bao cấp đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, giáo dục, văn hóa. Chế độ bao cấp được thực hiện thông qua các hình thức như bao cấp qua giá, bao cấp qua chế độ tem phiếu, bao cấp theo chế độ cấp phát đã biến chế độ tiền lương thành hiện vật, thủ tiêu động lực kích thích người lao động, nảy sinh cơ chế xin cho, tăng gánh nặng đối với ngân sách. Đối với chế độ tem phiếu, bản thân tem phiếu mang chức năng và giá trị của tiền tệ, nên việc in, phát hành và quản lý chúng cũng phải tuân thủ các nguyên tắc như đối với tiền giấy. Ngay việc vận chuyển cũng đòi hỏi nghiêm ngặt giống như vận chuyển tiền. Việc quản lý và cấp phát tem phiếu trong thời bao cấp là một việc làm vô cùng phức tạp. Nó càng phức tạp vì thời đó hoàn toàn dùng phương pháp tính toán và thống kê thủ công, tốn nhiều giấy, mực và nhân lực. Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ cấp phát giao nộp. Vì vậy rất nhiều hàng hóa quan trọng như sức lao động, phát minh sáng chế, tư liệu sản xuất, quan trọng không được coi là hàng hóa về mặt pháp lý. Bộ máy quản lý thì cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động. Thực trạng kinh tế nước ta suốt 10 năm đầu sau ngày thống nhất đã được giáo sư Trần Văn Thọ viết rằng 10 năm sau 1975 là một trong những giai đoạn tối tăm nhất về kinh tế trong lịch sử Việt Nam. Chỉ nói về mặt kinh tế là một nước nông nghiệp. Năm 1980, 80% dân số sống ở nông thôn và 70% lao động là nông dân. Nhưng Việt Nam lại thiếu ăn, nhiều người phải ăn bo bo trong thời gian dài. Lượng lương thực tính trên đầu người giảm liên tục từ năm 1976 đến 1979, sau đó tăng trở lại, nhưng cho đến năm 1981 vẫn không hồi phục lại mức năm 76. Công thương nghiệp cũng đình trệ, sản xuất đình đốn, vật dụng hàng ngày thiếu thốn, cuộc sống của người dân vô cùng khốn khó. Ngoài những khó khăn của một đất nước sau chiến tranh và tình hình quốc tế bất lợi, nguyên nhân chính của tình trạng nói trên là do sai lầm trong chính sách, chiến lược phát triển, trong đó nổi bật nhất là sự nóng vội trong việc áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa trong kinh tế ở miền Nam. Nguy cơ thiếu ăn kéo dài và những khó khăn cùng cực khác làm phát sinh hiện tượng phá rào trong nông nghiệp. Việc xóa bỏ thời kỳ bao cấp là sự sửa chữa những sai lầm trong quyết sách chỉ đạo của nhà nước, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho toàn bộ nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế phát triển vững mạnh, hướng tới mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ văn minh, dân giàu nước mạnh. Ai là người xóa bỏ bao cấp? Nhắc đến người tiên phong đi đầu trong việc hưởng ứng việc xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp bằng chương trình giá, lương, tiền, nhiều người vẫn nhắc tới ông Nguyễn Văn Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy Long An. Ông Nguyễn Văn Chính thường gọi thân mật là chú Chín Cần. Có một đời hoạt động cách mạng phong phú, diễn ra ở nhiều nơi, trong nhiều thời kỳ, nhưng có thể nói phần lớn gắn liền với vùng đất Long An trung dũng kiên cường. Ông Chín Cần được rèn luyện và trưởng thành trong kháng chiến, một lòng một dạ vì dân, phục vụ dân.
Những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, Long An cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước với nhiều khát vọng và niềm tin, ý chí lớn. Nhưng cũng trong thời kỳ này, lại có những nóng vội va vấp, chủ quan duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của thời kỳ lịch sử mới. Ông Chín Cần đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy trong thời gian từ 1976 đến 1984. Đây là khoảng thời gian kinh tế nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Tại Long An nói riêng, cuộc sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào đồng ruộng, nông dân vào làm ăn trong các hợp tác xã luôn đói. Nguyên nhân là cơ chế quan liêu, bao cấp kéo dài hàng chục năm. Một trong những lĩnh vực tiêu biểu trở thành sự nhức nhối của cả nước cũng như của Long An là vấn đề phân phối lưu thông. Việc ngăn sông cấm chợ vừa cản trở sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhà nước không nắm được nguồn hàng, ngân sách, tiền mặt bị bội chi, giá cả hàng hóa ngoài thị trường tăng, đời sống lao động, công nhân, lực lượng vũ trang gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước xảy ra ở mọi nơi. Việc nhà ở đây là lo gạo, muối, mắm để sống. Điểm mấu chốt trong khó khăn bế tắc về phân phối lưu thông là sự bất hợp lý về giá cả. Nhà nước định giá cho mọi loại hàng hóa luôn thấp hơn giá thị trường 3-4 lần, nên hàng luôn được tuồn ra thị trường, dẫn đến tình trạng nhà nước không đủ số lượng hàng hóa cần thiết để phân phối theo chế độ bao cấp. Trước tình trạng cuộc sống người dân lúc nào cũng trong trạng thái nghèo đói, ông Chín Cần luôn đau đáu, trăn trở, tìm phương cách tháo gỡ vấn đề. Bắt đầu từ năm 1977, ông Chín Cần đã chỉ đạo giao cho ngành thương nghiệp quốc doanh mua một số mặt hàng nông sản chủ yếu theo giá cao, xấp xỉ giá thị trường để bán cho doanh nghiệp xuất khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, đổi lấy hàng công nghiệp đưa về phục vụ nhu cầu đời sống của người dân và phát triển kinh tế của tỉnh. Song cái mới, cái sáng tạo, dù do nhu cầu cuộc sống của người dân và sự phát triển của xã hội cũng không phải dễ dàng được chấp nhận. Chủ trương xé rào của Long An đã bị cấp trên thổi còi, cấm tiếp tục thực hiện. May mà Hội nghị Trung ương lần 6, khóa 4 năm 1979 đã ưu tiên bàn về cơ chế chính sách kinh tế, đã tạo điều kiện cho sản xuất bung ra. Sau này được coi là bước đột phá đầu tiên của quá trình tìm đường đổi mới. Tại Ty Thương nghiệp Long An có ông Tư Giao và Hồ Đắc Hy, trưởng và phó ty, cũng cùng chung nỗi niềm với ông Chín Cần và các lãnh đạo tỉnh ủy Long An. Và thế là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Các ông bèn tập hợp nhau lại mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo tỉnh cho chấm dứt cơ chế bao cấp tập trung, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, rồi lôi kéo lực lượng tư thương hợp với thương nghiệp nhà nước, hình thành mạng lưới lưu thông hàng hóa. Rút kinh nghiệm lần xé rào trước đây, lần này tỉnh ủy Long An vạch ra một chương trình căn bản với lộ trình cụ thể để xin ý kiến một số lãnh đạo chủ chốt của Trung ương, sau đó báo cáo trực tiếp với Tổng Bí thư Lê Duẩn và được chấp thuận cho làm thí điểm. Quyết tâm thay đổi nền kinh tế tỉnh nhà, chỉ sau gần một tháng thực hiện chương trình đổi mới giá, lương, tiền, đời sống người dân tỉnh Long An dần được cải thiện trông thấy. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như mọi ngành nghề kinh doanh khác như được cởi trói, ra sức phát triển. Thấy được quả ngọt, thường vụ tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xóa bao cấp, xóa ngăn sông cấm chợ trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong thời gian 3 tháng. Chỉ sau 4 tháng thực hiện chủ trương mới, trong vụ hè thu năm 1980, Long An đã thu mua được 25.000 tấn thóc, gấp 2,5 lần năm 79. Nông sản thực phẩm mua được gấp 5 lần năm 79. Chỉ sau 2 tháng bù giá vào lương, cuối năm 1980 đã có hơn 300 công nhân xin nghỉ việc trước đó quay lại trở lại làm việc. Người lao động có tiền lương để chủ động hơn trong cuộc sống, không phải lo tích trữ hàng như trước đây. Đặc biệt, nhờ mua và bán vượt kế hoạch, nên nộp lương thực cho Trung ương năm 1983 đã đạt 126% kế hoạch. Lợi nhuận thương nghiệp tăng từ 2,4 triệu từ năm 1980 lên 52 triệu năm 1983. Đối tượng vi phạm chính sách phân phối lưu thông giảm từ 120 vụ từ năm 77 xuống còn 47 vụ vào năm 82. Tỉnh Long An là tỉnh đi tiên phong trong việc xóa bỏ bao cấp và đã bước đầu gặt hái thành công. Sự đổi thay này đã được cấp Trung ương ghi nhận. Chính vì lẽ đó, vào tháng 3 năm 1980, ông Chín Cần cùng với ông Nguyễn Văn Mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và ông Tư Giao đã được gọi ra báo cáo cụ thể với Bộ Chính trị. Ngay từ đêm đầu tiên tới Hà Nội thì ba ông đã nóng lòng tới trình bày ngay với các lãnh đạo cấp cao là Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo. Ngay xong, các lãnh đạo vô cùng ủng hộ cách làm sáng suốt của tỉnh Long An. Hôm sau, lại phiên làm việc chính thức, có các lãnh đạo trung ương tham dự, bao gồm các ông Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Chân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo, Vũ Oanh và những người đứng đầu các bộ ngành,
trong lúc ông Chín cần trình bày đề án, một lãnh đạo đứng lên chất vấn. Tại sao bí thư, chủ tịch tỉnh lại lĩnh lương tới hơn 600 đồng một tháng? Long An lấy tiền đâu để trả? Khi ông Chín cần được tổng bí thư yêu cầu báo cáo lại thì tổng bí thư rất vui mừng. Trong hồi ký của ông Trần Nhâm, thư ký của cố tổng bí thư Trường Chinh về những trăn trở của chủ tịch nước Trường Chinh trước cuộc khủng hoảng, nghèo, thiếu, đói, bí bức, lan tràn khắp đất nước và nét mặt giãn ra của ông Trường Chinh khi đến Long An vào năm 1983. Ông Trần Nhâm đã viết: chưa bao giờ thấy ông Trường Chinh cười tươi như vậy. Khi lần thứ ba quay lại Long An, đã nghiên cứu và chứng kiến những tiến bộ của cơ chế một giá, thấy rõ câu trả lời cho những bế tắc mình hàng đêm trăn trở. Năm 1984, tại kỳ họp Trung ương lần thứ 6 Đại hội năm, ông Trường Chinh đã đọc bản báo cáo về tình hình kinh tế, nói lên sự thật là nhiều gia đình, nhiều công nhân đã đứt bữa, không có cơm ăn. Bản báo cáo ấy nhắc nhiều lần đến mô hình Long An đã áp dụng và nhận định cơ chế thị trường là sáng tạo của nhân dân, khẳng định phải chuyển sang cơ chế thị trường, phải cứu giai cấp công nhân, cơ chế một giá ở Long An cần được nhân rộng. Sau hội nghị, bản báo cáo ấy chưa được sự thống nhất, chưa được phép đăng báo công khai, nhưng nó đã được truyền đi bằng nhiều cách. Sau hội nghị, 22 tỉnh thành đã đến tham quan học hỏi kinh nghiệm ở Long An, đồng thời cũng có nhiều sóng gió đến với ông Chín Cần và cả ban lãnh đạo tỉnh. Nhưng ông đã có những chỗ dựa là thực tế thành công của cơ chế một giá và những nhà lãnh đạo đã nhìn rõ tính chất sống còn của việc phải thay đổi. Ông Thái Duy, một nhà báo lão thành cách mạng, nghẹn lời khi nhắc tới ông Chín Cần. Cách đây vài năm tôi có dịp đến thăm ông Chín Cần, khi ấy ông vừa qua trận ốm, không nói được. Hai ông bạn già ngồi ăn cơm nhìn nhau, tôi nhắc chuyện xưa. Ông nghe gật đầu. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hết tại sao khi ấy ông Chín Cần lại có bước đột phá xuất sắc như thế. Có thể như ông nói, nhìn vào gương mặt người dân. Có thể do ông biết lắng nghe và sử dụng những người cố vấn giỏi như ông Bùi Văn Giao. Dẫu thế nào, công cuộc đổi mới phải ghi công đầu cho ông Chín Cần. Quả thực, cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ để thay đổi cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội cách đây khoảng 4 thập niên đã không đơn giản và trong một thời gian dài đã bất phân thắng bại. Trong bối cảnh đó, những cán bộ, đảng viên như ông Chín Cần, vốn từ nhân dân mà ra, được nhân dân che chở, đùm bọc, trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, đã luôn giữ vững lời thề phục vụ lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân. Ông đã bám sát thực tế, coi thực tiễn là người thầy kiểm nghiệm khách quan và nghiêm khắc nhất, đã năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tìm mọi giải pháp dù mang tiếng xé rào để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, cải tiến, đổi mới trong lĩnh vực lưu thông phân phối của Long An, chính là kết quả của tư duy và tinh thần đó. Người bật đèn xanh cho thành phố Hồ Chí Minh xé rào. Mỗi lần nhắc đến công cuộc đổi mới, người ta không thể không nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đã bật đèn xanh cho thành phố Hồ Chí Minh xé rào, làm lén. Từ việc bật đèn xanh cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương cách làm ăn mới, ông Nguyễn Văn Linh đã xây dựng chính sách đổi mới cho đất nước, góp phần quan trọng đưa Việt Nam từ chỗ có 7 triệu người thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, tức 10 Cúc, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng suốt cuộc đời ông thì chủ yếu hoạt động và gắn bó với miền Nam. Ông giữ các trọng trách như là Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày thống nhất đất nước, rồi được giao trọng trách làm Tổng Bí thư Đảng năm 86, năm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới. Ông Nguyễn Văn Linh đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm 1980. Thời kỳ này ông đã mạnh dạn xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, đổi mới quản lý kinh tế thị trường tại một số doanh nghiệp nhà nước. Đây được coi là bước đột phá quả cảm đầu tiên nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, từ một thành phố lớn nhất nhì của đất nước sau ngày giải phóng. Tất nhiên, khi đi tiên phong đột phá, ông bị nhiều người chê trách, phê phán, cho rằng thành phố chạy theo cơ chế thị trường, nhưng ông vẫn kiên định với tư duy, cách làm này của mình. Tháng 7 năm 1983, ông Nguyễn Văn Linh tổ chức hội nghị Đà Lạt, kéo dài một tuần. Ông tận dụng lúc này các vị lãnh đạo cấp cao là ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công đang nghỉ ở Đà Lạt. Để mắt thấy tai nghe, các vị lãnh đạo được đưa đến các cơ sở chế biến tơ tằm và xí nghiệp chè của thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo Lộc, qua đó làm sáng tỏ những vấn đề thuộc về cơ chế và yêu cầu tháo gỡ cơ chế cũ. Chủ tịch Trường Chinh thấy vậy muốn đi thăm hàng loạt các nhà máy, đơn vị xé rào, thị sát trực tiếp,
tại cơ sở, lắng nghe ý kiến quần chúng. Sau đó, trong buổi làm việc riêng với các lãnh đạo, ông đã báo cáo chi tiết kế hoạch cũng như tâm tư mà bản thân đang ấp ủ bấy lâu. Tư duy đổi mới đã được ông vận dụng vào việc chuẩn bị văn kiện đại hội lần thứ 6 của Đảng, khởi xướng cho công cuộc đổi mới đất nước kể từ năm 1986. Trước yêu cầu bức bách của cuộc sống, nhà nước không cứu được sự suy thoái và phá sản đã buộc phải bật đèn xanh cho các hình thức tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Hai chữ bung và cởi trói từng xuất hiện ngay trong nghị quyết Trung ương 6. Tháng 12 năm 1986, khi đã ngoài 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Linh giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng. Thời điểm này, đất nước ta đang bị bủa vây tứ phía, khó khăn chồng chất khó khăn. Cuộc tổng điều chỉnh giá lương tiền trước đó bộc lộ nhiều khuyết điểm, khiến nền kinh tế xuống dốc. Xuất nhập khẩu thu hẹp, đình đốn, lạm phát có thời gian lên đến trên 700%, khiến hơn 7 triệu người thiếu đói. Viện trợ của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa cắt giảm, đất nước bị cấm vận. Yêu cầu bức thiết hiện giờ là đổi mới thì sống, không đổi mới thì chết. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khẳng định, không có con đường nào khác là phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, thực hiện phân cấp quản lý theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, sử dụng đúng đắn các đòn bẩy kinh tế, phát huy vai trò của khoa học kỹ thuật, mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Từ đại hội lần thứ 6 của Đảng, ta đã quyết định đổi mới, tập trung từ nền kinh tế quốc doanh, tập thể chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, bãi bỏ chế độ tem phiếu, khiến nhiều mô hình làm ăn được bung ra, đời sống nhân dân dần khởi sắc. Quý vị thân mến, nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá công cuộc đổi mới đất nước là một tiến trình cách mạng, cũng là áp lực, đòi hỏi của đời sống. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xuất hiện trong thời điểm lịch sử ấy, ở cương vị của mình, ông đã đảm nhận nhiệm vụ và thiết kế công cuộc đổi mới cho đất nước, để lại di sản cho các thế hệ mai sau. Ghi nhận công lao của ông, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá, suốt nhiệm kỳ Đại hội 6, với cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.